Thưa quý vị, mới đây một đoạn clip do camera hành trình của ô tô gặp nạn ghi lại khoảnh khắc nguy hiểm khi xe đổ đèo bị mất phanh đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người vô cùng lo lắng cho những ai chưa nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành động mà họ đang làm trên đường cứu nạn. Theo clip, khoảng 16 giờ chiều qua, chiếc xe ô tô có camera hành trình đang đổ đèo thì tài xế phát hiện ra bị mất phanh. Đường cứu nạn trên đèo cách đó chỉ hơn 100m nên hai người trên xe quyết định cho xe đi vào đường cứu nạn. Từ xa đã quan sát thấy có hai người đi xe máy đang dừng xe ngồi nghỉ ngay đầu nối đường vào cứu nạn. Tài xế nổi hồi còi xe thật dài báo hiệu. Tuy nhiên hai người đàn ông vẫn dửng dưng ngồi nhìn chiếc xe mất phanh đang sầm sập lao tới đường cứu nạn mà không hề lo sợ. Hết sức cố gắng, tài xế đánh lái cho chiếc xe mất phanh tránh đâm phải người và xe máy đang dừng trên đường lánh nạn để dừng xe an toàn trên dốc. Đây là đoạn đường đặc biệt được thi công dành riêng cho những chiếc xe bị mất kiểm soát, mất phanh đi vào để có thể dừng xe, giảm thiểu thiệt hại tối đa cho người và cả các phương tiện khác. Vì thế không nên dừng chân, nghỉ chân hay vui chơi ở những con đường cứu nạn này. Bởi khi một chiếc xe container hay xe tải mất phanh lao tới thì hậu quả thật khôn lường.